Cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình đội tuyển U23 Uzbekistan là tiền đạo đội trưởng Urin Boev. Dù mới chỉ ghi được một bàn thắng tại vòng chung kết năm nay, nhưng cầu thủ mang áo số 9 này đóng góp rất nhiều đến lối chơi của toàn đội. Là vị trí chơi cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 của U23 Uzbekistan, không chỉ là điểm đến cuối cùng của những đợt tấn công, chàng tiền đạo này thường xuyên thu hút sự chú ý của các trung vệ để tạo ra khoảng trống và thời gian cho ba tiền vệ chơi sau lưng anh. Anh cũng chính là người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển U23 Uzbekistan trong trận đấu với chính đội tuyển U23 Việt Nam tại giải giao hữu M150 Cup. Chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã rút ra được những kinh nghiệm từ trận đấu giao hữu này. Bên cạnh Urin Boev, tiền vệ số 8 Jasi Boev cũng là cái tên mà hàng phòng ngự đội tuyển U23 Việt Nam cần phải đặc biệt lưu tâm. Tiền vệ 20 tuổi này được coi là nhạc trưởng trong những chiến thắng tại giải đấu này của đội bóng đến từ Trung Á. Sở hữu kỹ thuật khéo léo cùng một tốc độ rất tốt, Jasi Boev luôn tạo ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ đối phương bên phía hành lang cánh phải. Ba bàn thắng trong hai trận đấu với đội tuyển U23 Nhật Bản và đội tuyển U23 Hàn Quốc đã nói lên sự nguy hiểm của số 8 bên phía Uzbekistan.